Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn static variables ở trong ngôn ngữ C nó là cái gì nha. Nó là static variable, tức là biến tĩnh, tạm dịch ra tiếng Việt nó là như vậy. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi đây là một cái chương trình mẫu viết trong ngôn ngữ C. Thì cái này là mình đặt ở ngoài, ở trên cái main nè các bạn. Đó, mình gọi là biến toàn cục, là x, ví dụ như cho giá trị 10 đi. Ok, rồi. Để ví dụ như mình in ra cái này mình khoan hãy gọi. Ok, rồi mình in ra biến toàn cục thì nó in ra dĩ nhiên là số 10 đúng không? Mình chạy nè. Đó, nó in ra 10 đúng không? Rồi, ok, cái đó là biến toàn cục, là mình khai báo trên đây. Biến toàn cục tức là mình có thể giống như là truy cập và thay thế, giống như là chỉnh sửa nó là trong trong tất cả mọi chỗ trong chương trình của mình. Không, ví dụ như mình có một cái hàm số, là một cái function đó là thí nghiệm, không, nhận vào một cái tham số là x, ví dụ như mình cách mình xài nè, thí nghiệm số 1, không, thì trong này mình in ra cái tham số người ta đưa vào là giá trị là mấy, ví dụ như là 1, mình in ra 1 đúng không? Rồi mình tăng cái biến toàn cục lên 1, ok. Rồi sau đó đó, sau cái function này, mình sẽ in lại cái biến toàn cục nó là nhiêu, không? Thì thí dụ như các bạn nhìn đây thấy là 10 đúng không? Thì sau khi nó chạy vô function đó, nó sẽ tăng lên 1 là 11, không? Đó, thì bất cứ thằng nào mà điều chỉnh cái giá trị mà biến toàn cục x này, nó đều bị thay đổi hết, không? Kể cả trong cái function nhỏ nó cũng thay đổi luôn. Ok, rồi thì hôm nay chúng ta học cái static variable. Rồi mình làm một cái thí nghiệm như vậy. Cái này là cái biến toàn cục thì coi như là mình không nói rồi đúng không? Rồi mình đóng lại. Ok, rồi bây giờ mình nói ví dụ như mình khai một cái biến y đi, không, biến y bằng 10 đi, bằng 20 đi, không, thì mình có x bằng, rồi xong rồi ví dụ như y bằng, không, bằng để coi nhiêu đi, không, in ra y. Thì sau khi mình chạy chương trình, mình thấy sẽ thấy cái này nó đưa vô số 1, nhưng mà nó sẽ in ra là 1, y là bằng 20 đúng không, 1 với 20 đúng không, rồi bình thường đúng không. Ok, thì bây giờ nó như bây giờ mình sẽ làm như vậy. Mình đóng cái này lại, mình nói ví dụ như x cộng y đi, không, rồi thì ngay chỗ này mình sẽ cho là x cộng với y, không, thì các bạn đưa vô số 1 thì dĩ nhiên nó in ra là 21, phải không, đại khái như vậy. Coi rồi đúng rồi phải không. Rồi thì bây giờ thí dụ như bạn đưa số số 10 đi, số 10 thì bây giờ mình in ra là nhiêu. Bây giờ mình nhìn á, hôm nay á là nó in ra số 21 đúng rồi. Bây giờ 10 vô với 10 với lại 20 là 30, chỉ 21 với 30 đó, 21 với 30, thấy không. Rồi ok như vậy. Bây giờ đó, bắt đầu mình mới dùng cái thử static nó coi nó là gì đó. Bây giờ nó coi nó compile cái nó chịu không, cái đã nó không chịu, mình nói thêm ok nó chịu nè. Nãy nhớ là 21 với lại 30 không, bây giờ mình chạy thử coi nó là gì. Cũng 21, 30 đúng không? Rồi. Để coi nó khác gì nha. Vẫn thấy bình thường, đâu có gì đâu khác đâu đúng không? Không mất rồi, 21, 30 rồi. Bây giờ bắt đầu nó khác nè. Rồi, thì thí dụ như mình chỉnh đổi cái y đi, mình cộng thêm 100 đi. Thí dụ như mình có là 20 đúng không? Mình cộng 100 nó là 120 đúng không? 120 mà mình đưa cái giá trị 1 vô là in ra 121 đúng không? Đó, 121 rồi, ok. Rồi, tương tự ví dụ như mình giờ mình đưa 10 vô thì nó bằng nhiêu. Thì bây giờ mình cũng có 120 cộng cho 10 là 130 à, rồi, bình thường rồi đúng không? Đó, đây. Thì khi mà mình gọi số 1 thì là ra 121, mình gọi số 10 là ra 130. Nhưng mà hai cái này mình để kế nhau thì nó không ra giống vậy nữa. Đó, nó ra 230 chứ không phải nó ra 130, ha. Ok, thì cái lý do nó là sao? Cái lần đầu tiên á, mình vô cái thí nghiệm 1 nè, ha.
thì nó sẽ cấp phát cho mình một cái wire là số là 20, cái nó cộng 100 là vô là nó sẽ ra là 120, phải không? 120 rồi nó cộng 121 là bình thường, phải không? Nhưng mà cái lúc này cái giá trị wire này nó là 120, nhớ 120 nha, mà nó có chữ static này, nó giống như cái biến toàn cục gì đó, thì coi như nó cấp phát ở trên memory một lần thôi, phải không? Một lần thôi, thì nó đang giữ số 120 đó. Thì khi mà mình gọi số 10 mình đưa vô nè, thì bây giờ 10 á mình vô nó thấy cái này bằng nữa, nó không có làm nữa đâu. Nó lấy là như 120, 120 cộng thêm 100 nữa là 220. 220 cộng với 10 nữa là 230. Đó, à, các bạn thấy không? Đó, ok. Nó lạ như vậy đó. Thấy nó lộn xộn đúng không? Ok, để mình giải thích cho nó rõ ràng hơn nha. Rồi nếu mà mình không có cái dấu static nè, không có cái chữ static nè ha. Đó, thì mỗi lần á mà cái này á mình gọi cái hàm này á thì nó có cái giá trị là 120, rồi nó 20 chứ là nó cộng thêm 100 nó ra 120. Thì mình nên ra cộng đưa 1 vô nó lên 121. Mình đưa 10 vô á thì nó 120 cộng 10 là 130, ha. Đó là không có static đó, thấy các bạn thấy không? Tức là mỗi lần vô cái function này nó đều cấp phát cho mình một chỗ đặt cái tên biến nó là y và nó có cái giá trị là 20, rồi xong nó cộng tiếp 100 vô hoặc là làm gì đó, không? Đó thì nó lấy cái giá trị đó. Ok, cho nên là mỗi lần mình vô là nó có một cái biến mới, nó gọi là local đó, nó là giống như là gọi là local variable đó, đúng không? Còn khi mà mình để chữ static này á, nó rất là lạ là mỗi lần mình gọi nó đó, cái lần đầu tiên mình gọi nó thì nó thấy chữ này nó cấp phát cho mình một chỗ, nó tên là y, nó có giá trị 20, rồi mình biến đổi nó gì thì biến đổi, nó vẫn nằm đó luôn. Nó rồi cái này nó giống như nè, ví dụ mình nói nó gần giống như global variable đó, thì nó sau khi nó chỉnh sửa lên 120 rồi thì cái thằng thứ hai, thứ ba, thứ tư gọi gì nhào vô nữa thì cái này coi như nó không có tồn tại, không? Nhưng mà nó vẫn biết cái y này là cái số mấy, nó có giá trị hồi nãy nó 120 gì đó, nó giống như nó nằm trên này nè đó, các bạn hiểu không? Đó, cho nên đó, người ta dùng cái kỹ thuật này để người ta làm gì? Ok, thì mình đặt câu hỏi là, ồ làm gì lộn xộn quá, tại sao người ta không khai trên đây đại khái vậy, đúng không? Đó, coi rồi cái mục đích của người ta làm gì để làm chi. Người ta dùng cái kỹ thuật này giống như là nó đừng để chuẩn bị cho cái ngôn ngữ C++ này nọ về sau đó. Tức là thí dụ như mình có cái biến này, thí dụ như mình có một cái hàm này thì nó gọi là một cái object. Nói thí dụ gì thì các bạn học C thì các bạn chưa biết, nhưng mà ở trong cái object đó nó có một cái con số mà nó giống như là nó không thay đổi cho hết mọi người ha. Thì cho nên á, thí dụ các bạn chưa có học object nhưng mà mình vẫn thí dụ được. Thí dụ như mình nói con người là object, ha, là một cái đối tượng. Thì bây giờ con người á, ai cũng có một cái đầu hết, mình nói thí dụ như vậy ha. Thì cái thí dụ như mình có cái biến là con người, số lượng của cái đầu bằng 1, phải không? Thì bây giờ mình nói xin một cái con người mật khác thì cái đầu đó nó vẫn là bằng 1 đó. Đại khái người ta muốn, ý định người ta muốn là vậy. Tức là một thằng mà nó xài chung cho tất cả những cái thằng nào mà nó thuộc cái object đó. Ok, rồi nói cái đó nó hơi cao đúng không? Ok, từ từ các bạn cũng nghiệm ra. Nhưng mà mình nói tóm lại là cái có chữ static này mình sẽ coi như nó giống như là global variable. Mà nếu mà tại sao không để cái này trên đây, ok, nó khác nhau một cái nữa là khi mà mình để trên đây là global variable thì thí dụ mình có nhiều cái file mình đều access được, thí dụ như mình nhiều truy cập được, nó đại khái vậy. Global variable là vậy. Còn static variable thì khi mà mình để như vậy thì trong cái file này, tất cả cái file này của mình mình truy cập được cái biến tên là y này, không? Nhưng mà những cái file khác nó không có thấy cái này. Ok, rồi nó là như vậy. Dĩ nhiên là mình nói cái chữ static đây nó nằm trong đây thì các bạn truy cập ở bên ngoài này nó đâu có được, đúng không?
nó đâu có chịu, phải không? Thì mình có thể ví dụ như mình khai giống như vậy nè, mình khai như vậy cũng được luôn, phải không? Đó thì bây giờ đó, lần mỗi lần gọi vô thì nó cộng lên 100 lần vậy đó, 100, 100 vậy đó. Ok, thì bởi vì mình nói cái hai cái này nó giống nhau, chỉ có khác cái là mình làm nhiều phao thì một thằng á nó chỉ có giá trị trong cái phao này thôi, còn thằng thì nó có giá trị hết. Ví dụ như mình làm cái này rồi cũng ra một con số khác 230 ha. Ok rồi, thì tóm lại hôm nay là các bạn học thêm một cái gọi là static variable ha. Thì nó có static function nữa, nhưng mà giống như là nó hơi cao cao thì thôi, học C như vậy là mình nghĩ là nó quá dư rồi. Thì tại vì nó có nhiều cái C nó hết làm được rồi, bắt đầu nó qua C++ hay C# hay mọi cái ngôn ngữ sau này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Rồi, bye bye.